Cảm ơn Chúa cho buổi sáng hôm nay chúng ta học uh, trong suốt đề dựng tư ký chương 29. chọn cầu nguyện, xin Ngài ban thần linh này soi dẫn cho chúng con, uh, chúng con được nhận lời Chúa sống cho chúng con. Trong danh Chúa Christ, Amen. Chương 29 này chúng ta sẽ chia ra làm hai phần vì nó tương đối dài. Hôm nay học uh, cái phần đầu chương này nói uh, về sự biệt riêng của các thầy tế lễ. Câu 1. Đây là điều người sẽ làm đặc biệt riêng Aaron và con trai người riêng ra thánh để họ làm trước tế lễ trước mặt ta. Đây chỉ là những hướng dẫn cho buổi lễ sẽ thực sự được thực hiện ở trong Lê Vi Ký chương 8. Mục đích của buổi lễ là truyền chức, nghĩa là các thầy tế lễ được biệt riêng ra cho mục đích của Đức Chúa Trời. Câu 2 đến câu 3 Hãy bắt một con bò tơ đực và hai con chiên đực không tì vết, dùng bột mì thiệt mịn làm bánh không men, bánh nhỏ không men nhồi với dầu và bánh tráng không men tẩm dầu, rồi để các bánh đó trong một giỏ dâng luôn lên cùng bò tơ đực và hai chiên đực. Lễ biệt riêng bắt buộc phải có những con vật dùng để hiến tế. Sự hiến dâng không thể xảy ra nếu không đổ máu hiến tế. Bánh không men và bánh nhỏ không men. Lễ biệt riêng yêu cầu bánh để thông công với Đức Chúa Trời. Sự dâng mình không thể xảy ra nếu không có mối tương giao thực sự với Đức Chúa Trời. Câu 4 Đoạn ngươi sẽ biểu Aaron cùng các con trai người đến gần nơi cửa hội mạng rồi lấy nước tắm cho họ. Đây không phải là một buổi lễ dành riêng cho bất cứ ai ở Israel. Có những nghi lễ thánh hiến đặc biệt dành cho ai đó, chẳng hạn như thầy nguyện Nasire ở trong dân số ký chương 6. Những nghi lễ được mô tả ở đây và được thực hiện ở trong Lê vi ký chương 8 là dành cho các thầy tê lễ cho Aaron và các con trai của ông. Đến gần nơi cửa hội mạc, quá trình dâng mình biệt riêng này không diễn ra bên trong đền tạm mà nó xảy ra ở bên ngoài tại ngay trước cửa của đền tạm, gọi là nơi hội họp, gặp gỡ đấy. Mà người mọi người có thể nhìn thấy rồi lấy nước tắm hay là lấy nước tẩy rửa cho họ. Quá trình thánh hiến này bắt đầu bằng sự tẩy rửa. Tất cả các chức vụ của thầy tế lễ đều được bắt đầu bằng sự tẩy rửa và sự thanh tẩy được tiếp nhận. Tức là chính ngươi là Aaron sẽ tẩy rửa họ. Aaron và các con trai của ông không tẩy rửa. Họ tiếp nhận được một sự tẩy rửa. Người nào nhận cái lễ biệt riêng thánh hiến này thì chính người đó không tự rửa mình nhưng mà được người khác làm. Điều này thật khiêm tốn, bởi vì nó diễn ra công khai trước cửa điện tạm của sự gặp gỡ. Chúng ta không thể được tẩy rửa tội lỗi của mình mà không có sự hạ mình trước. Sự làm sạch tuyệt vời này là sự kiện chỉ xảy ra một lần, kể từ đó họ chỉ cần rửa tay và chân cho sạch sẽ là được. Giống như các thầy tế lễ thời xưa này, mỗi cơ đốc nhân được rửa sạch bởi công việc của Đức Chúa Trời. Trong sôi chương 5 câu 26, Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội được tinh sạch. Bởi công việc tái tạo của Đức Thánh Linh, chúng ta được rửa, được tẩy rửa là nhờ công việc tái tạo của Đức Thánh Linh. Trong tiết, chương 3 câu 5. Ngài cứu chúng ta không phải cứu vì công việc công bình mà chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự lãi sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Ở đây chúng ta thấy bởi sự rửa về sự lãi sanh chúng ta được Chúa gọi và để làm một dân thầy tế lễ cho Ngài. Vậy thì sự tẩy rửa một lần có phải đó là phép bắp tem hay không? Và ngoài ra ở đây trong sách tiết nói rằng đó là nói về sự rửa, về sự lại sanh, về sự tái sanh. Sinh ra tái sanh lần thứ hai chỉ có sinh một lần thôi. Nhưng mà sau đó đổi mới của Đức Thanh Linh là luôn luôn, thường xuyên. Công việc thanh tẩy này đã được hoàn thành bởi sự chết của Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Khải huyền chương 1 câu 5 lại từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian. Và sự tẩy rửa này ấy, chúng ta được lĩnh hội bởi đức tin. Câu 5 đến câu 9. Kế đó lấy bộ áo mặc cho Aaron, tức là áo lá mặc trong, áo dài của Ephod, Ephod và bảng đeo ngực. Rồi lấy đai của Ephod thắt lưng cho người, đoạn đội cái mũ lên đầu và để thẻ thánh trên mũ cùng lấy dầu sức và đổ trên đầu và sức cho người. Lại biểu các con trai Aaron đến gần mặc áo lá cho họ, rồi lấy đai thắt lưng và đội mũ cho Aaron cùng các con trai người. Thế thì chức tế lễ sẽ bởi mạng lệnh đời đời cho họ. Người lập Aaron và các con trai người là thế. Sau khi được tẩy rửa, thầy tế lễ phải được mặc quần áo, nhưng không mặc quần áo riêng của mình. Người phải mặc những bộ quần áo do Chúa ban cho. Giống như những thầy tế lễ thời xưa này, mọi tín đồ đều mặc lấy Chúa Giêsu Christ và trong sự công bình của Ngài. Khải huyền chương 3 câu 5 Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng vậy, ta sẽ không xóa tên người đó khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. Đây là những bộ quần áo được Chúa Giêsu ban cho một cách nhưng không, nhưng được nhận và được mặc bởi đức tin. Lưu ý rằng những bộ áo này được cung cấp cho họ, họ không phải trả cái phí mua, không tốn công dệt, cũng như không cần phải kỹ năng để chế tạo, họ chỉ cần mặc chúng vào. Và chúng ta, con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời, hãy mặc những bộ quần áo mà Chúa Giêsu Christ Chris đã cung cấp cho chúng ta bằng chính giá của Ngài. Ngài ban cho chúng ta một cách nhưng không. Và cái giá đó là bởi tình yêu thương rất lớn của Chúa. Câu 7. Và cùng lấy dầu sức đổ trên đầu và sức cho người. Các thầy tế lễ phải được sức dầu. Dầu đó là hình ảnh của Đức Thánh Linh, được đổ trên đầu của họ cho thấy rằng dầu đã được ban một cách lớn lao, chứ không phải là nhỏ giọt. Thì Thiên 133 câu 2 Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức là râu của Aaron, chảy đến trốn áo người. Giống như những thầy tế lễ thời xưa, mỗi tín đồ đều có sự sức giàu. Một răng chương 2 câu 20 về phần các con đã chịu sức dầu từ nơi đấng thánh thì đã biết mọi sự rồi. Bởi được sức giàu nên họ có thể được nhận và được bước vào bởi được tin câu 10 đến câu 11. Đoạn, hãy dắt con bò tơ được lại gần trước hội mạc. Aaron cùng các con trai người sẽ nhận tay mình trên đầu con bò đó. Người hãy giết bò đực ở trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa hội mạc. Việc rửa tay trước cửa đền tạm chỉ là một khía cạnh của việc tẩy rửa tội lỗi mang tính biểu tượng, phải có hình phạt của kẻ có tội và điều này đã xảy ra. Khi Aaron và các con trai của ông đặt tay lên đầu con bò đực, họ đã chuyển giao tội lỗi của mình sang con bò đực một cách tượng trưng. Chữ Hebrew có nghĩa cái chữ mà đặt tay ấy không có nghĩa là chỉ đặt nhẹ bàn tay mà nó mang đến ý tưởng là nhấn mạnh lên đầu con bò được tất cả họ đều đến từng người một và nhấn lên trên con vật tế lễ dồn tất cả trọng lượng của họ lên con vật biểu thị sự chấp nhận của họ trên con vật thay thế và biểu thị niềm vui của họ rằng Chúa sẽ chấp nhận nạn nhân đó thay cho họ. Khi họ đặt tay lên con bò, họ đã xưng nhận những tội lỗi giống như những thầy tế lễ thời xưa này, mọi tín đồ chỉ có thể được biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời qua sự hy sinh. Sự dâng mình của chúng ta cần nên lớn hơn, vì nó được thực hiện qua một sự hy sinh lớn hơn nhiều, sự hy sinh của chính con Đức Chúa Trời. Rồi lấy huyết bò đó nhúng ngón tay vào, bôi các sừng của bàn thờ và đổ khắp dưới chân bàn thờ. Cũng hãy lấy hết thảy những mỡ bọc ruột, tấm da mỏng, bọc gan, hai trái cật và mỡ trên hai trái cật mà đem sông trên bàn thờ. Nhưng ở ngoài trại quân hãy thiêu hết thịt, da và phần của con bò đực đó, lấy một của lễ chuộc tội vậy. Bàn thờ được thánh hóa bằng huyết của lễ vật chuộc tội, và con vật tốt nhất bị thiêu trước mặt chúa, phần còn lại bị phá hủy bên ngoài trại. Của lễ chuộc tội nói, chúng tôi đã không dâng hết sức mình cho Đức Chúa Trời. Con vật này hiện đang dâng điều tốt nhất để chuộc lỗi cho sự thất bại của chúng tôi và chúng tôi quyết định hôm nay sống để cống hiến hết sức mình như chính vật dân tế này đã chết thay thế cho chúng tôi ý tưởng đằng sau của chữ Hebrew cổ cho bàn thờ thì về cơ bản là nơi làm cho chết nơi giết chết bàn thờ cổ đó là nơi của sự chết được làm nên thánh và thánh hiến cho chúa thì như bàn thờ cổ đó bàn thờ của giao ước mới là chính thập tự giá được biến đổi từ một nơi cho sự chết thành một nơi tách biệt riêng ra cho sự sống cho nên ở đây bàn thờ về của lễ thiêu đó là biểu tượng là nơi thập tự giá Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta câu 15 đến 18 ngươi cũng hãy bắt một trong hai con chiên đực Aaron và các con trai người sẽ nhận tay mình trên đầu nó rồi giết chiên đực đó lấy huyết mà rưới khắp xung quanh trên bàn thờ cái đó xả chiên ra từng miếng rửa sạch bộ lòng và giò đi rồi để lên trên các miếng đã xả và dầu đó. Đoạn xông cả con chiên đực tại trên bàn thờ. Ấy là một của lễ thiêu có mùi thơm dâng cho Đức Y-hô-va, tức là một lễ, một của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Y-hô-va vậy. Ở đây là nói về của lễ thiêu. Như của lễ chuộc tội trước đó thì của lễ thiêu cũng tượng trưng cho tội lỗi của các thầy tế lễ và họ đặt tay lên đầu con vật mà xưng nhận tội lỗi mình đoạn sông cả con chiên được tại trên bàn thờ tức là thiêu sông chữ sông này có nghĩa là thiêu con chiên được đã bị thiêu rụi hoàn toàn trước mặt chúa với huyết nó rảy trên bàn thờ của lễ thiêu nói chúng tôi đã không dâng được tất cả cho đức chúa trời con vật này hiện đang cống hiến tất cả để chuộc lỗi cho sự thất bại của chúng tôi và chúng tôi quyết định bây giờ sống cống hiến hết mình như chính con vật này sẽ thay thế cho chúng tôi câu 19 đoạn người hãy bắt con chiên được thứ nhì Aaron cùng các con trai người sẽ nhận tay mình ở trên đầu nó. Đây là lễ của lễ dâng hiến. Việc áp dụng máu. Sự chuộc tội được thực hiện bằng của lễ chuộc tội và của lễ thiêu. Tuy nhiên, khi biệt riêng ra thánh, khi thánh hiến, các thể tế lễ vẫn phải đồng nhất với tế lễ hy sinh. Sự đồng nhất của họ với sự hy sinh không chỉ là sự chuộc tội. Câu 20 Rồi ngươi giết chiên được đó lấy huyết bôi nơi trái tay hữu của Aaron và của các con trai người. Trên ngón cái bàn tay mặt và ngón cái bàn chân mặt, huyết còn dư hãy rưới xung quanh trên bàn thờ. Để bày tỏ ý tưởng về sự dâng mình, máu từ con chiên được đã được bôi lên trái tay hữu, trên ngón cái tay mặt và ngón cái chân mặt của thầy tế lễ. Đó là máu chiên được, không phải là len làm từ lông chiên, cũng không phải là mỡ. Đức Chúa Thầy muốn mạng sống của nạn nhân hy sinh để đánh dấu các thầy tế lễ được biệt riêng, được thánh hiến cho Ngài. Ở trong Lê Vi Ký chương 17 câu 11 là một trong nhiều đoạn văn nói lên nguyên tắc này. Vì sanh mạng, nguyên bản đó là linh hồn ấy, của xác thịt ở trong huyết. Ta đã cho các ngươi huyết dưới trên bàn thờ đang làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình. Vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được. Đức Chúa Đầy muốn mạng sống của nạn nhân hy sinh được thể hiện rõ ràng trong thân thể của Thầy Tế Lễ. Trái tay phải ngón cái của tay mặt ngón cái của bàn chân mặt của họ có những thầy tế lễ những thầy tế lễ được thánh hiến này đã bị nhuốm bằng máu của lễ huy sinh hay là đã được nhuốm bằng máu của lễ huy sinh họ sẽ nghe cách khác một cách khác vì máu đã được bôi trên tay họ họ sẽ làm việc một cách khác vì máu ở trên đã được bôi trên ngón tay cái của họ tay mặt của họ và họ sẽ đi đứng và bước đi một cách khác bởi vì máu đã ở trên bôi trên cái ngón chân cái của chân mặt của họ cụ thể nó đã được áp dụng cho tay phải cho ngón tay cái của tay mặt và ngón chân cái của chân phải điều này không phải vì chúa cảm thấy họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn bằng cái trái tay của tay phải và tay và chân phải đó là bởi vì ấy, phía bên phải được coi là vượt trội hơn, có nhiều sức mạnh và kỹ năng hơn. Bởi vì hầu hết mọi người đều thuận tay phải, mà Đức Chúa Trời muốn những gì tốt nhất của họ được dành riêng cho Ngài. Và tác giả Thi Thiên cũng cho chúng ta biết, ấy, Chúa ở bên hữu tôi. Có nghĩa rằng là bên hữu Chúa, bởi trong ý nghĩa này ấy, là sức mạnh đó nó đầu tiên, nó phải đến từ Chúa, nó cần phải được rửa sạch, không có xen vào một cái sức mạnh nào khác ngoài Chúa. Cần phải được tay sạch. Câu 21 Người hãy lấy huyết ở nơi bàn thờ và sức dầu mà rảy trên mình và quần áo Aaron, cùng trên mình và quần áo các con trai người. Như vậy Aaron cùng quần áo mình, các con trai người cùng quần áo họ sẽ được biệt riêng ra thánh. Chỉ huyết thôi thì không đủ. Đức Chúa Trời muốn máu trộn với dầu và để hỗn hợp này được rắc lên các thầy tế lễ, phải có sự kết hợp của cả của tế lễ và Đức Thánh Linh được biểu thị bằng dầu sức. Spurgeon nói rằng, đúng vậy hỡi anh em, chúng ta cần biết rằng sự sức dầu kép là huyết của Chúa Giêsu làm sạch và dầu của Đức Thanh Linh làm thơm chúng ta. Thật tốt khi xem hai thứ này hòa quyện lại là một như thế nào. Thật là một sai lầm khủng khiếp khi đặt máu và dầu đối lập nhau, chúng phải luôn đi cùng với nhau. Câu 2 đến 28 Vì cớ trên được đó dùng làm lễ truyền chức nên người hãy lấy mỡ, đuôi, mỡ bọc ruột, tấm da mỏng bọc gan, hai trái cật cùng mỡ trên hai trái cật và giò bên hữu. hãy lấy luôn một bộ bánh, một đồ bánh nhỏ nhồi vĩ dầu và một cái bánh tráng ở trong giỏ bánh không men để trước mặt Đức Giê-hô-va rồi ngươi để mấy món đó trong lòng bàn tay A-rôn và trong lòng bàn tay của các con trai người mà đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va đoạn hãy lấy ra khỏi bàn tay họ đem sông ở uh, trên bàn thờ ở trên của lễ thiêu để cho có mùi thơm trước mặt Đức Giê-hô-va ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va cũng hãy lấy cái o trên đực về lễ lập A-rôn mà đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va ấy sẽ về phần ngươi. Vậy, ngươi sẽ biệt riêng ra thánh, cái o và giò của chiến đực đã dùng làm lễ lập Aaron cùng các con trai người. Tức là o đã đưa qua, đưa lại và giò đã đưa lên. Lễ vật này sẽ do nơi Israel dâng cho Aaron cùng các con trai người tùy theo mạng lệnh đời đời đã lập vì là một điều ban cho bởi trong các của lễ thù ân của dân Israel. Tức là một của lễ dơ lên mà họ dâng cho Đức hô va vậy. Con chiên được thứ hai được dùng trong lễ truyền chức. Con chiên được có máu được bôi lên trên trái tai, bàn tay và bàn chân phải của thế tế lễ, được dùng làm của lễ vật, dâng đưa qua đưa lại và lễ thủ ân, tức là của lễ bình an. Dâng của lễ bình an. Ở trong câu 24-25 là đưa qua đưa lại trước mặt Đức Hô Va, đem sông trên bàn thờ, ở trên của lễ thiêu. Một phần của con chiên thứ hai này, những phần ngon nhất ấy, được đặt cùng với ổ bánh, bánh nhỏ nhồi với dầu và bánh tráng và lần đầu tiên được đưa qua đưa lại trước mặt Chúa trong một hành động giống như là một sự trình bày. Sau đó, những phần này được đốt trên bàn thờ như một hành động của sự thành kính hoàn toàn. Ở trong câu 26, ấy những cái đó sẽ về phần người, nghĩa là cái o, tức là cái phần ngực của con chiên ấy được trao cho Aaron và các thầy tế lễ khác sau khi những phần đó được dâng lên cho Đức Chúa Trời như một của lễ đưa qua và đưa lại sau đó nó được nấu chín và ăn bởi các thầy tế lễ trong những ngày diễn ra cái lễ biệt riêng ra thánh cho họ. Sau con chiên được trình bày như một của lễ thiêu đã áp dụng mạng sống của nó cho các thầy tế lễ được thánh hiến. Đầu tiên, sự sống của nó được áp dụng cho việc bôi máu vào trái tay phải, tay và chân phải của thầy tế lễ, ở ngón cái. Sau đó, Thông qua một bữa ăn nghi lễ, sự sống của nó đã được áp dụng bởi thầy tế lễ nhận lấy con chiên được cho chính mình. Việc ăn uống không bắt đầu quá trình truyền chức. Nó đến sau khi dạ đã giặt quần áo và sự chuộc tội bằng máu của các thầy tế lễ. Việc ăn uống nói lên mối quan hệ tiếp tục của thầy tế lễ với thiên chúa. Đừng quên sự phân biệt này. Việc ăn của lễ không nhằm mục đích ban sự sống vì người chết thì không thể ăn điều này ý nghĩa hình bóng là nói rằng ấy là chết ở trong Chúa thì không thể ăn nhưng để duy trì sự sống đã có sẵn tức là sống trong xác thịt là sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời theo như trong Calati ấy. một cái nhìn tin cậy vào nơi đấng Chris làm cho bạn được sống ở trong răng chương 6 câu 40 thì nói phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời và đó là ý muốn của cha ta Chúa Giêsu phán còn ta ấy, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sâu rút. Như vậy thì một người vác thập tự giá hàng ngày chết trong Chúa thì bước đi ở trong Ngài và nhận lời Chúa đó là sự sống tâm linh cần được nuôi dưỡng và duy trì. Theo cách này ấy, thì việc ăn uống là một hình ảnh tốt về mối quan hệ lành mạnh tiếp tục với Chúa Giêsu. Nó ăn uống là cá nhân, không ai có thể ăn thay cho bạn và không ai có thể có quan hệ với Chúa Giêsu thay cho bạn thế mà mình lại đọc kinh thánh thay cho người khác nghe giảng thay cho người khác ăn uống hướng nội loanh quanh bên thức ăn hoặc nghiền nát thức ăn bên ngoài cơ thể là không không có lợi không có tốt gì bạn phải tiếp nhận lấy cho chính mình chúng ta phải tiếp nhận chúa giêsu từ bên trong chứ không phải theo cách bên ngoài các phong trào ăn uống tích cực một số loại thuốc được tiếp nhận thụ động chúng được tiêm dưới dạng dưới da và có tác dụng những loại thuốc như vậy thậm chí có thể nhận được khi người ta ngủ chuyển nước nhưng không ai có thể ăn khi đang ngủ. Chúng ta phải chủ động, thức tỉnh, đón nhận Chúa Giêsu đến với chính mình. Ephesio chương 5 câu 14 Cho nên có chép rằng, người đừng ngủ hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng người. Ăn uống xuất phát từ nhu cầu và tạo ra cảm giác thỏa mãn. Chúng ta sẽ có một mối quan hệ lành mạnh với Chúa Giêsu khi chúng ta cảm thấy mình cần Ngài, mình đói Ngài, khao khát Ngài và nhận được sự thỏa mãn, hài lòng thì có mối quan hệ đó được đáp lại. Câu 29 đến 30 Những áo thánh của Aaron sẽ để lại cho các con trai nối sau người, để họ mặc áo đó được sức giàu và lập trong chức tế lễ. Ai trong vòng con trai người được làm thầy tế lễ cho người mà đến hội mạc đặng hầu việc tại nơi thánh thì sẽ mặc áo đó trong 7 ngày. Đây là tuần lễ thánh hiến. Với các thế hệ sắp tới, con cháu mới của Aaron sẽ đủ tiêu chuẩn cho chức tế lễ và sẽ được thánh hiến theo cách tương tự đối với Aaron và các hậu duệ của ông quá trình dâng hiến này. Thánh hiến này mất 7 ngày. Câu 31 đến 33. Đoạn người hay bắt con chiên được dùng làm lễ thiết lập mà nấu thịt nó trong một nơi thánh. Aaron cùng các con trai người sẽ ăn thịt chiên được đó cùng bánh trong giỏ nơi cửa hội mạc. Vậy họ sẽ ăn các món này bởi đó được chuộc tội để lập và biệt họ riêng ra thánh. Trong 7 ngày họ đã sống trong đền tạng và ăn thịt chiên của sự dâng mình và bánh của sự truyền chức. Lễ biệt riêng ra thánh diễn ra không nhanh chóng và dễ dàng. Bảy ngày là ý nghĩa trọn vẹn. Cần có thời gian suy ngẫm và nhận thức liên tục về sự hy sinh và chuộc tội. Ý nghĩa hình bóng của cả đời vậy. Phần của Chúa đã bị thiêu rụi trên bàn thờ và phần khác được con người trong nơi thánh lấy ăn. Do đó, của lễ bình an là một lời tuyên bố cởi mở về sự hiệp thông đã được thiết lập giữa Thiên Chúa và con người, để họ cùng ăn, cùng vui vẻ trong cùng một lễ vật. Tôi biết một số người thực sự rất bận rộn trong công việc phụng sự Đức Chúa Trời và rất vui khi họ làm như vậy, nhưng những người đó cũng nên ấy là không nên chỉ làm việc và không ăn. Họ cũng cần phải ăn nữa, họ cũng cần được lắng nghe lời Chúa, cũng cần được phục vụ. Câu 33, phần B nhưng khách ngoại bang chẳng được ăn gì, vì các món đó đã biệt riêng ra thánh rồi. Nếu thì tế lễ thiết lập và bánh còn dư lại đến ngày mai, người hãy thiêu trong lửa cho nên ăn, vì là của lễ thiêu, của lễ đã biệt riêng ra thánh. Vậy, theo mọi điều ta đã phán dặn, người hãy làm cho Aaron cùng các con trai người và lập họ trong 7 ngày. Rất ít người trong chúng ta nay thuộc dòng dõi Aaron, nhưng chúng ta có quyền nhận và tận hưởng sự dâng hiến thầy tế lễ và mối quan hệ không chỉ dựa trên lời tuyên bố rõ ràng của tân ước. Trong một phía rơ chương 2 câu 5, anh em cũng như đã sống được xây nên nhà thiêng liêng làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Và câu 9, nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của ngài không chỉ dựa trên những lời tuyên bố rõ ràng của tân ước đây mà còn dựa trên các nguyên tắc của giao ước cũ nữa lê vi ký chương 22 câu 11 chép rằng những kẻ nào thầy tế lễ lấy bạc mua về và kẻ sanh đẻ tại nhà người thì được phép ăn đồ ăn của người bởi vì chúa Giêsu christ là thầy tế lễ thường phẩm của chúng ta đã mua chúng ta chuộc chúng ta bằng chính mạng sống của ngài nên chúng ta có thể ăn phần tế lễ. Và vì chúng ta được sinh lại làm con cái của Đức Chúa Trời, được sinh ra trong nhà Ngài, là gia đình của Thầy tế lễ thượng phẩm Chúa Giêsu Christ của chúng ta, nên chúng ta cũng có thể ăn thức ăn của Ngài và hưởng các đặc ân về tư tế của Thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta. Tạ ơn Chúa cho bài học hôm nay chúng ta nghe đến đây. Cảm ơn Chúa vì cho chúng con được dự phần vào trong chức Thầy tế lễ ở trong Chúa Giêsu Christ. Và hôm nay con cầu nguyện dâng lời cảm tạ ơn Chúa cho chúng con những ngày mà chúng con được học, được nghe lời Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì thời gian này, chúng con được đến gần Ngài.